Xót xa cảnh vừa làm đám tang cha, vừa tổ chức đám cưới cho con gái, khiến ai cũng nghẹn ngào. Đoạn clip được chia sẻ về một đám cưới đặc biệt, khi phía trước nhà thì tổ chức đám cưới cho con gái, phía sau nhà thì làm đám tang cho ba, khiến những người chứng kiến ai cũng xót xa. Theo đó, do hai bên gia đình đã định ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới cho cô dâu và chú rể, khách khứa, thiệp mời đã gửi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày vui trọng đại của hai bên gia đình. Thế nhưng, vào trước ngày cưới một hôm, cô dâu và gia đình đã nhận một tin sét đánh. Khi ba của mình đột ngột qua đời vào phút cuối, trời đất quay cuồng, cô dâu đã ngất lên ngất xuống khi không tin người cha thân yêu của mình đã ra đi mãi mãi, không kịp chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời của con gái mình. Tưởng như không thể vượt qua, nhưng gia đình và mọi người đã động viên an ủi cô dâu. Hãy kìm nén, nuốt nước mắt vào bên trong, tiếp tục tổ chức lễ thành hôn của mình. Nhìn khuôn mặt và nụ cười của cô dâu khi chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè, tuy cười, nhưng đôi mắt đã sưng húp vì xót thương cha mình, cười trong nước mắt, còn gì buồn hơn cảnh người thân chia ly trong chính ngày vui của mình. Đau lòng quá, xin được gửi lời chia buồn cùng gia đình cô dâu. Mong hai bạn sớm vượt qua được nỗi đau này. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.